đi, ráng đi. Cố lên đi chị. Ừ, ráng. Chút xíu xong rồi, chút xíu xong rồi. Đây, từ từ, anh để, anh để rồi ra rồi. Cố lên. Em mới được ra rồi. Ôi. Em ơi. Thở đều, hít thở đều, không sao, không sao hết. Ráng, ráng lên, ráng lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phổ cho cháu của tôi. Phổ cho cháu của tôi. Cảm ơn. Nhất định phải là con trai. Phải là con trai. Cố lên, sắp ra rồi chị. Mình sao đưa đi em. Hết rồi, thở, thở ra. Thở đều, thở đều nè. Cố lên, cố lên. Em phải sắp ra rồi chị. Nhanh lên đi. Ừ, nhanh lên. Cố lên em ơi. Nhanh lên. Em đã thả rồi đó. Sắp ra rồi. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Đứa bé thế nào hả? Đứa trẻ rất là khỏe mạnh em. Nó là con trai phải không? Nó là con trai có đúng vậy không? Là bé gái. Anh Đạt. Má tôi biết chưa? Bác là người biết đầu tiên. Bác đang chờ anh ở dưới nhà đó anh. Chú nói gì má? Tôi có cuộc hẹn đột xuất với đối tác Nhật để chuyển giao công nghệ làm bánh. Dạ. Dạ, vậy còn chị thì sao anh? Bác đang chờ anh để đi cùng vô bệnh viện với bác. Chú chở má đi giùm tôi. Chú nói với má là tiệc trụ tối nay có thể hơi lâu, tôi sẽ về trễ. Dạ. Là con gái rất là khỏe mạnh em. Dạ thưa má, con xin phép má ra ngoài. Đạt, dòng họ chỉ có mình con à. Lấy vợ về, ngoài cái chuyện mà nó làm hậu thuẫn vững chắc cho sự nghiệp của chồng, còn cái nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là nối dõi tông đường. Vậy mà. Dạ thưa má, con có hẹn với đối tác quan trọng lắm. Chú ta sẽ đưa má đi. Thưa má con đi. Nè, nè Đạt, đừng có đi về khuya quá đó. Nghĩ mà tội nghiệp. Bà nội, con muốn đi thăm má. Giờ đi nè. Chú Tài. Dạ. Chuẩn bị xe đi con. Dạ. Quán Hồng, con sẽ được gặp má rồi. Quán Hồng, Quán Hồng. Sắp được đi thăm má rồi. Ồn ào quá gì.
con đừng la, nó nhỏ nhỏ thôi, thì bà nội mới cho đi thăm má, biết không? Má. Khỏi, cứ nằm đó đi. Thằng Đạt chắc hẳn là nó thất vọng lắm. Gia đình thì thật là vô phước, đến cái đứa thứ hai rồi mà vẫn là con gái. Tại sao bao nhiêu đời có được con trai mà đến phiên cô sao khó khăn như vậy? Má, con cũng đã cố gắng rồi. Má không thấy ngày nào con cũng cầu trời khẩn Phật đó sao? Cầu trời khẩn Phật phải có cái tâm, phải có cái lòng thành mới được chứ. Không lẽ có tâm, có lòng rồi mà ông trời trừng phạt con như vậy sao? Anh Đạt, anh Đạt đâu? Sao không thấy anh tới? Nó đi gặp đối tác để ký hợp đồng. Việc làm ăn quan trọng, không lẽ nói bỏ là bỏ sao? Má nói như vậy, chẳng lẽ chuyện kiếm tiền còn quan trọng hơn vợ con hay sao? Vợ con thì vẫn còn nè, còn công việc đó đâu có chờ mình. Mà cái việc sinh con gái có gì hay đâu mà chúc mừng. Thôi, ở bệnh viện mấy bữa cho sức khỏe nó ổn định rồi về ha. Dung à, đưa con bé về nhà đi. Để Kha ở lại chơi một lát được không chị? Mấy ngày chị không có ở nhà, con nhỏ nó cứ hỏi hoài à. Tôi nói cô đưa nó về thì về đi. Dạ, vậy chị giữ gìn sức khỏe. Kha ơi, mình đi về đi con. Hai, con muốn ở lại với mẹ. Má mới sinh em bé xong nên con mệt lắm. Kha ở đây á, rồi má không nghỉ ngơi được, em bé cũng không ngủ được. Mình về nhà đi, mai hay mốt gì á, rồi má sẽ về nhà với Kha ha. Đi. Sao hả cô? Số tôi có thể có con trai được không? Khó lắm. Rất là khó. Khó? Nghĩa là vẫn còn có thể đúng không? Tử vi của cô và chồng cô kết hợp về sự nghiệp và tiền tài rất tốt. Nhưng về mặt giao tiếp là khắc khẩu. Con đường con cái càng không thuận lòng người. Không thuận lòng người? Không thuận lòng người là sao hả cô? Trước khi hai người thành hôn, chắc chắn cô đã biết số tử vi của hai người. Không phải là duyên trời đã định, nhưng cô vẫn bất chấp. Vậy thì cô không thể trách tại sao cô không sanh được con trai. Đó là ý trời. Phải có cách thay đổi, phải có cách cải số. Cô à, cô nói đi, tôi làm cách nào để có thể sinh được con trai? Đã nói là không được, cố tình cưỡng cầu là không tốt.
bị trời phạt hay ra sao tôi cũng cam lòng. Cô nói đi, làm cách gì để tôi sanh được con trai? Chồng của cô sẽ có con trai, nhưng không phải là cô, mà sẽ có với một người phụ nữ khác. Còn nếu cô muốn có con trai, trừ phi là với người đàn ông khác. Cô Dung, cô Dung, cô Dung ơi, anh, cô Dung, hôm nay anh đã uống hơi nhiều. Dạ. Cô coi pha nước chanh cho anh uống để anh giải rượu nha. Thôi, dạ, thôi, dạ. Không cần, tôi đi được mà. Dạ, thôi, để em đưa anh lên lầu. Ừ, thôi. Anh, ừ. Anh, phòng ngủ hướng này nè. Ừ. Cô Dung, cô coi chăm sóc cho anh nha. Dạ. Hôm nay chắc anh làm việc nhiều lắm. Không nhiều, mà chỉ căng thẳng thôi. Em thấy anh làm giám đốc còn cực hơn cả nhân viên nữa. Lúc nào cũng phải lo nghĩ hết. Vợ tôi vẫn chưa về hả? Ừ, dạ. Hồi chiều chị Khuê có gọi điện thoại về nói chắc phải ở thêm trên Đà Lạt một thời gian nữa, cho sức khỏe khỏe hẳn rồi mới về. Không khí ở trên đó mát mẻ, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Em giúp việc ở đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng gần 10 năm rồi. Lâu vậy sao? Cơn lũ năm đó đã khiến em trở thành một đứa trẻ mồ côi. Nếu không nhờ bác Ngà đưa về nuôi dưỡng thì chắc em đã trở thành một đứa ăn xin đầu đường xó chợ rồi. Không được tốt như bây giờ đâu. Huyết áp của anh cao lắm đó. Anh không nên uống rượu nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh uống hết ly chanh này đi cho đỡ mệt.
Để em mang áo vest của anh đi nha. Làm như vậy. Anh Đạt đâu? Đi làm rồi hả? Dạ, cậu Đạt đi làm nãy rồi. Bà thì đang ngoài sau giường á. Để tôi nấu nước cô tắm nha. Không cần đâu. Thưa má mới về. Còn ở nhà có ngoan không? Dạ có. Dì Dung đâu? Còn ở nhà với dì Dung có vui không? Sao vậy? Bộ Dung nó đi đâu hả? Dạ. Cô ơi, cô ơi. Cô ơi. Cô à. Cô ơi, cô ơi. Cô. Khà, con chờ chị một chút. Thưa chị mới về. Là con của ai? Con ai? Cô. Con đi lên lầu đi. Đi lên lầu. Nhanh lên. Nó là con của ai? Mày ở
nhạc là bao nhiêu năm nay tao nuôi dạy mày ăn học đàng hoàng, mà giờ mày làm xấu mặt gia đình tao như vậy hả? Hả? Nói mau, nó là con của ai? Là con của ai? Nó là con của ai? Con của ai? Con của ai hả? Con của ai? Em xin lỗi chị, đó là con, đó là con của chồng của cô. Sẽ có con trai, nhưng không phải là cô, mà sẽ có với một người phụ nữ khác. Hư thân mất đất, tại sao, tại sao mày dám có con với chồng tao hả? Tại sao, tại sao mày dám trả ơn gia đình tao như vậy hả? Em xin lỗi chị, em là một đứa không ra gì. Bây giờ mày nói một tiếng xin lỗi là xong sao? Mày tưởng có con với chồng tao thì mày có thể thay đổi được kiếp ở đời của mày hay sao? Hả? Dạ không, em không dám. Em xin lỗi chị. Mày muốn thay tao sinh con trai cho chồng tao, rồi mày thay thế vị trí của tao luôn hả? Không, không. Chị hiểu lầm em rồi, em không bao giờ nghĩ vậy. Nếu không thì tại sao một đứa hèn hạ như mày lại dám qua mặt tao? Mày dám cướp chồng tao hả? Mày muốn cướp luôn cái nhà tài này chứ gì? Chị tha cho em. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị. Chị tha cho em. Chị tha cho em. Cái gì mà ồn ào dữ vậy? Hả? Có chuyện gì? Dạ không có gì đâu má. Không có chuyện gì mà ồn ào như vậy hả? Tại nó là đồ đàn bà hư thân mất nết, chơi bời đến mức để cho có thai, làm mất mặt cả nhà mình. Má, má cứ để cho con giải quyết chuyện này. Không sao sao hết. Mình là người có ăn có học, mà là người lớn vậy mà la hét chửi rủa như một đứa ở đầu đường xó chợ vậy. Có ghen tuông thì cũng phải biết giữ cái thân phận làm lớn của mình chứ. Làm lớn? Má, má nói vậy là má biết chuyện giữa nó và ảnh sao? Cô làm dâu cái nhà này 5 năm rồi, vậy mà một đứa con trai con cũng không sanh xong. Đừng có trách chồng mình phải đi tìm người đàn bà khác. Cô đừng ở đó mà làm quá cái căn nhà này lên. Người ngoài người ta biết được chẳng ra cái hệ thống gì hết. Má, không lẽ là má biết? Đúng là má biết chuyện giữa anh Đạt với nó sao? Đúng, đúng là má biết chuyện động trời này. Vậy mà. Phải, tôi biết. Nhưng nếu muốn trách á, thì cô tự trách bản thân của mình trước đi. Làm vợ mà bỏ chồng đi biền biệt 2-3 tháng trời, làm ăn đam thất vọng, đi làm về cũng phải cần có người phụ nữ chăm sóc hỏi han chứ. Má! Hả? Cái gì? Đừng có cao giọng như mình không hề có lỗi vậy. Má! Nếu có im lặng không? Con mới là con dâu của má nè má. Thôi đi, đừng có làm ồn nữa như vậy.
Dân. Dạ. Đi chợ làm món gà hầm khoai sọ cho con Dung nó ăn, nó dưỡng thai. Còn nữa, nhớ nhắc, nhắc tôi mua mấy cái lọ thuốc dưỡng thai cho nó. Nhớ đi. Dạ dạ. Phá đi. Tôi nói đi phá nó ngay bây giờ đi. Phá đi. Tôi không bao giờ chấp nhận đứa con của sinh ra. Cuộc sinh nó ra chẳng có ích lợi gì hết. Nó sẽ sống trong sự khinh rẻ của người đời. Còn cô, cô cũng sẽ sống trong tủi nhục đau đớn. Vậy thì bỏ nó đi. Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn để cô bỏ nó. Không, em không thể. Nếu cô không bỏ nó thì tôi cũng sẽ tìm mọi cách để cô phải bỏ nó. Cô muốn mọi chuyện trở nên như vậy đúng không? Đừng nghĩ là nhờ nó mà cô sẽ trở thành vợ bé của chồng tôi. Vì tôi không có ý chia sẻ chồng mình với bất cứ ai hết. Cô hiểu chưa? Tôi nói là cô bỏ nó đi. Chị ơi em xin chị. Chị ơi em xin chị mà chị. Làm ơn bỏ nó đi. Trước khi tôi làm mọi cách để giết nó. Chị ơi chị, em xin chị mà chị. Em xin chị mà chị. Có cô Dung ở trống không con? Dạ không. Vậy chứ cô Dung đi đâu con biết không? Dạ không. Sao hỏi gì cũng không. Cô vô đó đi. Căn nhà số 5. Chỉ cần cô nói tên cô là người ta sẽ giải quyết cho. Anh cũng muốn tôi làm như vậy sao? Không còn cách nào khác đâu. Tôi làm như vậy chỉ vì bác và anh Đạt. Nếu như cô thật sự thương yêu anh Đạt thì hãy làm điều tốt nhất cho anh ấy. Tước đi mạng sống con anh ấy mà là tốt cho anh ấy sao?